bầu thường gặp tình trạng ho ngứa cổ, ho rũ rượi không thể ngừng, rất là mệt và khó chịu. Mà vì đang mang thai nên sẽ không muốn dùng thuốc ho cho bà bầu vì sợ rằng nó không an toàn cho em bé. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ những cách trị ho cho bà bầu cực an toàn và hiệu quả mà bản thân mình cũng áp dụng nhé. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là 5 năm tư vấn chăm sóc mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang đồng hành cùng với hàng ngàn các bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Khi mang thai đến tầm tháng thứ 3, tháng thứ 4, có rất nhiều mẹ bầu thường xuyên là ho ngứa cổ mà dân gian hay gọi là ho mọc tóc. Và họ lý giải rằng là do lúc đó em bé bắt đầu mọc tóc cho nên mẹ mới ngứa và ho. Tuy nhiên cái giải thích này là không chính xác đâu nhá. Tại vì em bé thì nằm ở trong bụng của chúng ta, còn mẹ thì ngứa ở trên cổ cơ mà, đúng không nào? Thực tế ra ấy, cái việc mà mẹ bầu hay ho khan, ho rũ rượi, ho ngứa cổ ấy chủ yếu là do những cái nguyên nhân sau này. Đầu tiên là ở bà bầu thì cái cơ địa rất là dễ bị dị ứng, cho nên là những cái tác nhân gây ho ở bên ngoài môi trường ấy sẽ rất dễ khiến cho mẹ bị kích ứng và ho. Ví dụ như là khói này, bụi này, rồi phấn hoa, rồi mùi đồ ăn, thức uống hay bất kỳ một cái mùi lạ nào đó, hoặc là sự thay đổi về thời tiết đều có thể khiến cho mẹ bị ho. Rồi một cái nguyên nhân nữa là khi mang thai thì cái sức đề kháng của mẹ cũng sẽ giảm và mẹ dễ bị sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn gây viêm mũi họng và ho. Và thêm một cái nữa đấy là các mẹ bầu sẽ rất hay gặp phải cái tình trạng là trào ngược dạ dày thì cũng khiến cho mình ngứa họng và ho nhiều. Những cái cơn ho dai dẳng sẽ khiến cho mẹ bầu rất là mất sức, thậm chí là ăn không ngon, ngủ không yên và còn lo lắng rằng mình ho nhiều như thế thì liệu có ảnh hưởng đến em bé hay không. Mà nếu như bảo mẹ là dùng thuốc ho cho hết ho đi thì mẹ lại rất sợ là nó sẽ ảnh hưởng lên em bé, nó sẽ không an toàn cho em bé. Mình cũng rất là hiểu cái tâm lý này bởi vì bản thân mình hiện tại cũng đang là một người mang bầu. Chính vì thế nên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ những cái cách trị ho rất là an toàn và vô cùng hiệu quả cho mẹ bầu và các mẹ có thể áp dụng nhá, giống như là mình vẫn đang áp dụng vậy. Số 1 là chúng ta sẽ tắm nước ấm, uống nước ấm và ăn đồ ăn còn ấm nóng. Cái việc mà chúng ta sử dụng nước ấm ấy nó sẽ giúp là hạn chế cái tình trạng kích ứng ở cổ họng và khiến chúng ta đỡ bị ho nhiều hơn. Thứ hai là có thể dùng mật ong và chanh. Đây là những cái phương thức dân gian được sử dụng rất là nhiều và đã chứng minh được hiệu quả qua một thời gian cực kỳ dài. Mật ong có cái tác dụng là chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn. Chanh cũng có tác dụng là sát khuẩn. Đồng thời là cái tinh dầu ở trong chanh còn giúp cho mình thư giãn, dễ chịu và giảm cái cảm giác bị kích ứng, giúp xoa dịu các cái cơn ngứa một cách hiệu quả. Nếu mà mẹ dùng được chanh đào thì sẽ tốt hơn là dùng chanh thường nhé. Thứ ba nữa là mẹ có thể dùng lá hẹ. Lá hẹ hấp là một cái cách trị ho cho bà bầu tại nhà vô cùng hiệu quả. Bởi vì trong thành phần của lá hẹ có rất là nhiều những cái chất có tác dụng là kháng khuẩn. Và đồng thời lá hẹ cũng được chứng minh là có thể làm giảm được các cái đờm ở trong cổ họng trong trường hợp mẹ ho đờm và giúp giảm các cái cơn ho. Tiếp theo là mẹ có thể dùng gừng và tỏi. Đây cũng là hai cái loại nguyên liệu được chứng minh rất là hiệu quả trong điều trị ho khan. Mà nguyên liệu thì lại cực kỳ dễ kiếm, cái cách chế biến như cái cách mình sử dụng nó cũng rất là đơn giản và dễ dùng. Thứ năm nữa, mẹ hãy tăng cường ăn thật nhiều các cái loại rau củ quả để cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể và tăng cường sức đề kháng. Và thứ sáu là mẹ có thể sử dụng các cái chế phẩm chế biến sẵn mà nó từ thảo dược và nó có tác dụng trị ho an toàn cho bà bầu. Ví dụ như bản thân mình ý, thì mình rất hay sử dụng là cái keo ong này và cái siro herbicot này. Nó có cái tác dụng là giảm ho rất là hiệu quả mà lại cực kỳ an toàn. Thì thông thường mỗi khi mà mình cảm thấy là ngứa họng nhiều, ho nhiều ấy, là mình sẽ ngay lập tức dùng cái keo ong này, dùng cái keo ong này để xịt. Và đồng thời với đó là mình sẽ uống cái siro herbicot này. Cái siro herbicot này là dùng được cho bé từ 6 tháng trở lên và cả người lớn nhé, an toàn cho cả bà bầu luôn. Thì cả nhà mình đều cùng sử dụng cái chai này, nó rất là hiệu quả và cái mùi của nó là cái mùi thảo dược, nó cũng rất là dễ uống. Thì các mẹ có thể tham khảo bởi vì là cái này thì mình sẽ không phải lích kích chế biến gì cả. Trên đây là mình đã chia sẻ với các mẹ 6 cái cách trị ho cho bà bầu an toàn và hiệu quả mà mình cũng đã từng áp dụng. Mẹ hãy thử xem cách nào hiệu quả nhất với mình nhé. Cảm thấy video là hữu ích thì mẹ hãy like, share video và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi để nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.